want you, baby. With the fireworks of fruit, here we are, me and you. Feeling us and feeling good. It's the end of the party. The morning seems so great. So I like yesterday. Now the time to wait to say Happy New Year, Happy New Year. Here we are, never come so future. If we don't, we might vậy là tại vì đi nộp giấy tờ về cho con anh nữ ra cái môi nó hơi đỏ một chút chứ không phải là đi lượm cho trai mà ngựa kiểu này không biết ngựa mấy cái thùng rác quá mấy cái bao bì quá chứ không phải đâu mà tại vì hồi trưa rồi đi nộp hồ sơ cho con anh nữ ra vô lãnh sự quán thì mình cũng chỉnh tay chút xíu hay về nó môi nó hơi đỏ một chút thì có gì anh em bà con cũng đừng có chửi nha. Rồi chửi thì em cũng nghe, em không có buồn ai đó. Thì giờ giấy tờ con em là nó cũng lãnh sự quán cũng đã nhận, đã xong hết rồi. Thì chỉ chờ ngày cháu có chiếu thôi. Và một điều nữa là em cảm ơn anh Thiện Nguyễn Sinh Tố ở bên Toronto rất là nhiều. Vì anh đã chia sẻ cái video của con em là ngay ngày 24 ngày chú sinh ra đời là con em nó đứng lên nó đi và chú Lê Thanh Thiện, YouTuber Lê Thanh Thiện đã ghi hình, đã quay nên đưa lên cho anh em bà con và Mạnh Thường Quân tất cả trong và ngoài nước đều chia sẻ và chung vui với mẹ con em ngày hôm đó. Em rất xin tố, xin chào cả nhà. Hôm nay vui quá quý vị ơi, rất là vui khi mới vừa mở clip của Lê Tân Thiện lên, thấy một cái hoàn cảnh của chị, gia đình chị Duyên mà em Vương đi được, trời ơi nó mừng mà nó vui sướng gì đâu á. Dù rằng là chị, gia đình của chị Duyên ấy, nó không có bà con gì đến với mình ấy, nhưng dù sao cho nữa là một cái cộng đồng người Việt Nam mà nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn, nằm trong cái hoàn cảnh bí đường mà gặp được cái kênh Lê Tân Thiện để kết nối cho quần chúng, nó rất là nhân văn, nó mang đến một cái xã hội tự nhiên mình thấy nó mùi lòng, mát lòng lắm, sướng lắm. Thì mình làm cái clip này trước hết là cảm ơn bạn Lê Tân Thiện, cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn em đã có một cái nhịp cầu rất là tốt, nhân văn cho xã hội. Cái đoạn gia đình của chị Duyên mà được gặp em, rồi từ đó bước qua trang mới. Đúng ra em Vương là một người đã tàn phế luôn rồi. Không ngờ gặp em mà em đưa lên một cái nhịp cầu để cho xã hội bay vào. Thì có người thì cho tiền, người thì cho thuốc, người thì chỉ cái này, sửa cái kia, rồi chữa bệnh, massage, đấm bóp. Xã hội mình rất là ok, thấy hay quá đi mọi người ơi, thấy sướng dễ sợ luôn. Tự nhiên thấy em bây giờ đi được, cuộc đời của em đã tàn phế rồi mà bây giờ em đi được, tự nhiên nó mừng mà nó vui. Thật sự mình cũng nói thẳng với Lê Tân Thiện rồi, nếu mà qua được Toronto Canada là mình sẽ hỗ trợ cho công an việc làm hoặc là đi tìm nhà tìm cửa giùm cho. Ở đây mình Toronto thì mình làm được, cái đó mình cũng đã từng nói rồi. Nhưng mà hôm nay đâu có ngờ, không có ngờ, thấy em Vương đi được cái tự nhiên con người nó mừng kêu cả gia đình cái đó, chạy ra coi em Vương đi được rồi, nó còn hơn là đứa em ruột của mình nữa. Bởi vì dù sao nữa mình cũng có cái lòng thương cái hoàn cảnh gia đình của chị Duyên, mà cứ theo dõi cái tập nào mình cũng theo dõi ha, mà thấy cái vừa đi được cái trời ơi nó mừng. Mình anh gì mình lên để mình nói thì cảm ơn kênh Lê Tân Thiện, mình đại diện cho gia đình mình cũng như là dân Canada. Cảm ơn đến bạn đã kết nối
được một cái hoàn cảnh này đưa lên xã hội rất là nhân văn, rất là tuyệt vời. Thì từ nhờ cái kênh của Lê Tân Tiện đưa lên nên xã hội người ta mới thấy, người ta mới bay vào. Cảm ơn rất là nhiều. Em ấm lòng và em cảm thấy em hạnh phúc hơn là em lấy chồng em, hơn là em lấy ông xã em. Tại vì nếu ông xã em quan tâm em thì chắc chắn ngày hôm nay em không còn đứng ở đất nước Việt Nam. Không phải là em chê đất nước Việt Nam, nhưng mà ngày hôm nay em không còn ở đây mà mẹ con em không, cũng không khổ đến mức độ như vậy, mà cũng không phải là gánh nặng cho xã hội hay là cho anh em bà con. Vì thôi thì ổng cũng mất rồi, cái chuyện gì nó qua thì nó cũng qua, mà bây giờ em nói ra thì em không muốn con gái em nó buồn. Anh nữ ta thôi, tốt nhất là cái gì nó đã qua rồi cho nó qua. Em đã chịu đựng đến ngày hôm nay rồi thì còn thêm một chút nữa thì cũng chẳng có gì để gọi là em mất mát nữa. Nữ thì mà em ước gì mà ngày đó mà ông xã em không nghe lời em, không làm giấy tờ cho mẹ con em đi về bển thì chắc chắn em này, mẹ con em không, nó không phải là nó không ra, nó không xảy ra cái cớ sự như vậy. Thì thôi thì em cũng luôn và ghi nhận những gì mà Mạnh Thường Quân đã dành cho mẹ con em, và cũng nhờ một cái trái tim rất là vĩ đại đã rộng mở, đã kết nối để sự yêu thương đó thì là kênh YouTube Lê Tân Thiện, nên là mọi người mới biết đến mẹ con em. Em cảm ơn chân thành, cảm ơn rất là nhiều, luôn cảm ơn trong lòng và luôn 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 cầu xin mọi sự bình an đến cho Mạnh Thường Quân và cho tất cả, cho những ân nhân, cho những người đã hỗ trợ hay không hỗ trợ thì cũng em cũng luôn cầu chúc cho mọi người, vì mình đang sống trong đại dịch thì bom đạn nó lỗ rồi mình còn nghe tiếng để mình tránh được, chứ giờ cái con Covid này mình có biết nơi chỗ nào đâu mình tránh. Anh thử thôi thì thôi là một sự bình an trong Chúa hoặc là trong Phật gì thì đều được bình an, được sự che chở của Chúa và của Phật thì đều là tốt hết cho mọi người trong năm mới sắp tới đây. Yeah. Thưa chị, thì chị có đề cập đến một Mạnh Thường Quân là anh sinh tố ở Toronto, Canada. Đúng. Thì chị có thể thông tin thêm về những cái nội dung mà anh sinh tố chia sẻ, cũng như chị hy vọng gì trên cái con đường, nếu mà một mai chị và con có cơ hội trở lại Canada thì sẽ nhận được cái sự trợ giúp nào của những cái người mà chị rất là trân trọng, phải không ạ? Thì anh sinh tố anh cũng nói với chị và cũng đã nói chuyện với Lê Tân Thiện, và ngày hôm nay thì ảnh này chia sẻ trực tiếp trên cái video là con chị nó bước đi được. Thì anh cũng nói rồi, khi mà chính phủ Canada chấp nhận cho chị đi chung với con chị, và anh cũng mong là những người làm trong lãnh sự quán, trong chính phủ thì cũng mở rộng trái tim, và anh ấy anh nghĩ rằng là điều đó là được, vì đất nước Canada và chính phủ Canada rất là nhân ái, thì sẽ hỗ trợ cho chị đi chung với con chị được. Thì khi qua tới bên đó, nếu ở tiểu bang khác thì anh không hứa, nhưng ở Toronto thì anh hứa là anh sẽ hỗ trợ mướn nhà hoặc là xe cộ hoặc là công ăn việc làm, thì anh sẽ giới thiệu cho. Ở đâu thì mình cũng làm thôi, thì mà mình có một được cái nhịp cầu như vậy là mình cảm ơn rất là nhiều rồi. Đi mà mình có được anh em bà con hỗ trợ như mình như vậy là cái bước đường đầu của mình đi là mình đã vững chắc rồi. Vì không ai giúp mình suốt cuộc đời hết, giúp mình cái cần chứ đâu có phải nào nắm tay mình để đi câu hay đi bắt cái cá, con cá là bỏ vô rọ cho mình, cho vô rổ cho mình đâu, vô son cho mình đâu. Thì nữ là anh chị được như vậy là chị cảm ơn anh sinh tố rất là nhiều, và cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, anh em bà con kiều bào Canada và toàn trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam. Đây chị mang ơn rất là nhiều. Thank you everyone is watching is my latest video, and it is my partner, me and my son is so
Thank you very much. My son, it can work back now. It's not he not work back no more, but he start to working again. So it's thank you very much, and I hope it's the government, it's the Canada embassy, it's go be open heart. It's they let me go with my son because I don't want it here. The problem with the government and in Canada. So I am the mother. I can help him everything he need, and I can take care of him well. So thank you for everything, and I hope that done soon. So that is love. I love you guys so much, and happy New Year. Okay, yeah, you guys have a wonderful and. New Year, because it's COVID, so I don't know how to say. It's, I hope it's good. Go be happy nerd and take care of it. Send COVID back to China, where they come from. Thưa chị, thì chị nhận định rằng với những cái sự nhiệt tình của nhân viên Tổng lãnh sự quán Canada, thì theo chị thì dự kiến là khoảng bao lâu thì Vương sẽ nhận được cái hộ chiếu quốc tịch Canada? Nếu chậm nhất thì 2 tháng là cháu sẽ có hộ chiếu. Nếu chậm nhất còn không thì soon, vì cũng sớm thôi, vì cháu là đang bệnh tật, cho nên là nhân viên hỗ trợ thì cũng đã thấy cháu rồi. Cháu bệnh tật như vậy rồi, thì chị nghĩ chắc cũng sớm thôi. Mà chuyện thời gian mà lâu nhất là chỉ có 2 tháng thôi, chứ không lâu đâu. Dạ, chị đánh giá như thế nào? Theo như em biết, em cũng vẫn mong muốn được nghe lời chị nói để những người đã và đang và sẽ đồng hành tiếp tục với chị nữa, họ sẽ có một cái cảm giác được hạnh phúc hơn. Thì như quý vị đã biết thì ngoài cái việc mà các cô chú bác mạnh thường quân trực tiếp trên kênh Lên Thiện đã giúp đỡ cho mẹ con chị Duyên từ vật chất cho đến tinh thần, đó là một cái điều mà ai cũng biết được. Ngoài ra là chị Duyên trên quá trình đi trên đường và làm bất cứ việc gì cũng đón nhận cái sự hỗ trợ một cách nhiệt tình từ cơ quan chức năng, làm lại giấy tờ chứng minh hoặc là khai sinh cho Vương cũng đều được giúp đỡ cho chị một cách rất là nhiệt tình. Và nơi dịch thực Việt Úc ở đường Baxter của anh Cát, khi mà nghe được thông tin người mẹ cổng con đi nhặt ve chai và có những cái sự hy sinh vô cùng cao cả, thì từ cái sự dịch vụ ban đầu với số tiền cũng khá lớn, và anh đã quyết định là làm hoàn toàn miễn phí cho đến những nhân viên Tổng lãnh sự quán. Khi xem qua những video của Lê Đăng Thiện đã đồng hành, thì chúng ta hãy nghe chị Duyên tri ân tất cả mọi người như thế nào, và chị sẽ kể cho chúng ta nghe là từ những người làm như thế nào để cho chị đón nhận những cái niềm vui như thế. Thì khi vô trong lãnh sự quán thì nói chung là tiếng Anh này chị điền, để một bộ hồ sơ như vậy thì chị không có điền, nói chung là cũng bỏ lâu rồi, cũng quên, không nói và cũng không thực hành, không trực tiếp với mặt chữ, anh thử chị quên là nữ sợ điền sai thôi. Khi đến được anh tới chỗ văn phòng anh Cát hỗ trợ thì anh Cát rằng cái số tiền đó không phải là ít, nó đã phải là trên 10 triệu, nhưng mà khi anh Cát nghe được cái hoàn cảnh của mẹ con chị như vậy thì anh Cát sẽ hỗ trợ với 100% là miễn phí cho tất cả những giấy tờ, kể cả là làm visa cho chị đi Canada luôn, không có tốn phí. Nhưng mình hình như anh Cát cũng nói là đóng mấy trăm đô đó là để cái tiền phí gì đó thôi, chứ còn về văn phòng của ảnh không lấy đồng nào hết. Thì ở đây là mẹ con chị cũng cảm ơn ảnh và anh em, chị em làm ở trong văn phòng của anh Cát rất là nhiều. Còn lãnh sự quán Canada thì tất cả các cô nhân viên ở trong đó đều thấy mẹ con chị hoàn cảnh như vậy thì cũng nói với chị là cũng động viên chị và nói là thôi chị cứ an tâm, thì để mấy cô sẽ trình bày lên cấp trên bằng mọi hình thức có thể mà cô sẽ giúp đỡ được, cô giúp đỡ để cháu sớm được về Canada. Thì chị cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đó là về mặt những cái thủ tục để mà giúp cho Vương cũng như là chị Duyên có những cái cơ hội đến đất nước Canada, quê cha của Vương. Và quý vị cũng đâu có thể nào quên được
chỗ ở hôm nay, một cái nơi phải nói là ấm áp của hai mẹ con, không phải ngủ ở quầy gầm cầu nữa, thì cũng là một cái sự thương yêu của một Mạnh Thường Quân. Dạ đúng rồi. Thì chú này á, ngày lúc trước thấy chị ở ngoài đường như vậy thì cũng nói chị là về đây ở đi. Thì khi về đây thì Vương lại nhập viện hết một tuần lễ. Thì chị thì chú này không có lấy số điện thoại của chị, là lúc đó chưa gặp em. Thì chú này cho một người khác ở, vì chú cũng có cái ngôi nhà lền sẵn rồi, làm cũ sẵn rồi thành thử ra, nhưng mà không gặp được chị một tuần lễ, chú cho người khác ở. Thì đến khi cháu Vương xuất viện về thì chị tới chị hỏi, thì chú mới nói là chú cho người khác ở rồi, nhưng còn cái miếng đất kế bên là cái miếng giờ chị đang ở đó. Thì cũng may mắn là được anh em bà con Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chị được một ít tiền. Thì chị cũng xin mấy kinh trước rồi nè, chị trích ra là mười mấy hai chục triệu đó là để chị làm lên chị ở. Thì tạm thời như vậy để khỏi phải tốn tiền nhà, mà chị cũng không phải nông đồng nặng nặng nữa. Và chị luôn chân thành cảm ơn mọi người, và cũng cảm ơn chú tên Tuấn, chú làm ở FPT ở Lê Văn Khương á. Thì cũng cảm ơn chú và gia đình chú rất là nhiều. Thưa quý vị, những gì mà chị Duyên, đặc biệt là Hot Boy mang hai dòng máu Việt Nam Canada Parker Vương được như ngày hôm nay, từ sức khỏe đang dần hồi phục một cách thần kỳ cho đến những cái điều kiện cuộc sống, và đặc biệt nhất là giấy tờ để chuẩn bị hoàn thiện trở lại Canada. Tất cả không phải là một cái công sức gì của riêng ai, mà Lan Thiện khẳng định rằng đó là từ hàng triệu trái tim đang và đã và sẽ tiếp tục hướng về cái cuộc sống rất là đáng yêu của hai mẹ con chị Duyên. Thì quý vị là những vị ân nhân đặc biệt nhất cho tất cả mọi hoàn cảnh trên kênh của Lan Thiện, và trong đó là hoàn cảnh của mẹ con của Hot Boy Canada Vương. Chị ơi, thì việc mà chuẩn bị có lại cái quốc tịch cho Vương, và khi mà có quốc tịch rồi thì lúc đó là mua giấy máy bay đi lúc nào là cũng được hết. Nhưng mà rồi nếu mà là thời điểm đó mà chị vẫn chưa có được những cái điều kiện để đi cùng con, thì lúc đó chị sẽ tính như thế nào? Chị nghĩ là chắc chị, nếu mà thật sự mà lãnh sự quán không cho con chị đi thì chắc chị không cho con. Vì cháu qua bên đó cháu không có tự làm được, mà ở đây điều mong muốn nhất á là mọi người, tất cả anh em bà con kiều bào Canada trong và ngoài nước, ai cũng mong muốn rằng là lãnh sự quán sẽ hỗ trợ cho chị đi chung với con chị, vì chị là người mẹ mà chị này là đi giám hộ cho con chị, vì con chị nó bệnh tật, thì điều đó là chị mong rất là nhiều. Chứ còn nếu mà cháu đi một mình thì cháu qua bên đó thì ok, chính phủ không bỏ, nhưng mà nó là một cái gánh nặng cho chính phủ, thì một cái gánh nặng cho xã hội, vì cháu không có tự chủ được, cháu rất là chậm chạp. Cháu 20 tuổi nhưng mà cháu chậm hơn những cái lứa tuổi, những cái thanh niên, cái cậu thanh niên mà bằng lứa tuổi của cháu. Thì mọi người tiếp xúc hay là mọi người nói, thấy cháu nói chuyện rồi, cháu không biết nói chuyện, mà cũng không có cái chiều sâu của cháu, không có có. Thử ra hả, thì chị mong điều này là chị được đi chung với con chị. Giấy tờ cho con chị đã làm xong và chỉ chờ đợi để nhận thôi. Còn chị đã bắt đầu làm cho chị như thế nào rồi? Thì giấy khai sinh của chị thì vài bữa nữa là người ta gửi vô. Thì bắt đầu là chị làm lại từ của chị là từ bước đầu. Thì mình bắt đầu từ đó, khi giấy khai sinh vô rồi á thì là chị sẽ đi làm cái chứng minh nhân dân và cái hộ chiếu. Thì cái đó thì bên Việt Nam mình thì một rồi thì chị có thể thông tin luôn đi, những cái chỗ anh Cát hướng dẫn cho chị. Thì cái phần của Vương thì có ok, coi như là mọi người đã thấy là an tâm rồi. Còn riêng của chị thì bắt đầu chị sẽ làm như thế nào? Chị có hộ chiếu, chị có chứng minh thì chị đem ra anh Cát sẽ làm cái visa cho chị thôi. Đi xin cái anh Cát sẽ xin cái visa cho chị. Và là đó là điều mà chị mong muốn nhất, đúng không? Thì chị mong rằng tổng lãnh sự sẽ thấy được cái hoàn cảnh này, và chị vẫn hy vọng rằng cái cơ hội mà để chị cùng đi với con là nó sẽ được như ý nguyện của chị. Chị mong muốn là thì đứng yên nói, thì giờ con đang bệnh tật, bây giờ chồng cũng mất rồi, thì chị cũng mong muốn là tổng lãnh sự quán Canada và những người có quyền, có chức làm ở trong tổng lãnh sự
Canada thì nhìn thấy cái hoàn cảnh của mẹ cho con vậy thì xin cho chị một bước đường để chị sống với con vậy, vì con chị là cha nó đã mất rồi, nó không còn nữa. Ok, I hope it's the people who work in Canada embassy, the government in Canada, if you guys see this video, so please help me and let me go get my son, because my husband, he died 6 years ago. He died on 16 December in 2015. So my son, he's sick and he have a mental problem. So please just help me and let me go with my son. I am the person can take care of him, can look after him. Wow. Thank you very much. I hope that well done. Okay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chị cũng hy vọng rằng lãnh sự quán Canada khi nhìn và nghe được những cái lời chị trình bày và cầu khẩn của chị thì hãy cho chị một cơ hội để chị là một người mẹ, là một người giám hộ cho con chị. Chị rất trân trọng, cảm ơn. Dạ, thưa chị Duyên, thấy là những cái ngày tháng mà đen tối nhất của chị, phải nói là em dùng từ đen tối, chính chị cũng đã thừa nhận điều đó. Ok, chị đâu có... Những cái ngày mà gặp em đầu tiên, gương mặt của chị đầy vẻ khắc khổ và tất cả điều đó đã nói lên hết tất những cái thống khổ của chị, nặng về cuộc sống cũng như là bệnh tình của con. Hai mẹ con không có nhà để ở, rong ruổi ngoài đường, ngoài xá. Thế là nó cũng nhiều tháng qua rồi và bây giờ... hình như là vầng dương nó đã lóe sáng lên cuộc đời của chị một lần nữa. Mong chị hãy có những cái lời nhắc lại những cái ngày tháng đen tối đó, cũng như ngày hôm nay ánh dương đã lóe dạng, thì chị có những cái suy nghĩ gì ạ? Không chị, nếu mà đây thì tại vì bây giờ cộng đồng mạng thì anh chị em cũng có nhiều người điện thoại hỏi thì không có bà con, không có rimer dễ má, không có cội nguồn hay sao, thì chị nói cũng có, nhưng mà anh em thì kiến giả nhất phần. Nhưng đứng cương vị chị thì chắc chắn một điều á, này chị sẽ không để một người em hay người cháu nào ngủ ở ngoài đường giống như vậy, vì công việc của người ta mà chị sinh con baby 4 tháng tai nạn ở ngoài Quảng Ngãi, chị sinh con chị 4 tháng thôi mà chị cũng đung đầu ra ngoài đó, bỏ con ở trong này cho người làm, rồi đung đầu ra ngoài đó, ở ngoài bệnh viện nằm vỉa hè, rồi đi no bác sĩ, rồi hỗ trợ cho người ta đúng một tháng trời nằm ở ngoài bệnh viện Quảng Ngãi á. Nhưng mà đến khi mà chị nằm ở vỉa hè đây á, thì lúc đầu thì người ta cũng hỗ trợ chị ở được cái kho ở ngay chỗ quốc lộ 1A đó, thì hết giãn cách rồi thì chủ nhà người ta lấy lại, thì cái kho đó không còn nữa. Nhưng căn nhà đó thì bây giờ là mẹ chị cũng lớn tuổi rồi, mà mẹ chị không làm ra tiền, mà mẹ chị cũng không có được tiếng nói nữa. Thành thử ra xung, nói chung là gia đình ai cũng có một cái câu chuyện hết. Nhưng mà giải bày á thì nó lại là tại bị thì là thì chị không có nói hết được. Quý vị cho phép lên thì nhắc lại một chút xíu, bởi vì cái gì nó cũng sẽ có đầu có đuôi. Những ngày đầu tiên trong cái câu chuyện của chị có nhắc tới Vi, nhưng mà chị cũng mong muốn lại tìm lại đứa con của mình, nhưng mà lâu rồi quý vị không nghe lên thì nhắc tới, nó cũng có nguyên nhân, thì chị Duyên sẽ cho chúng ta biết một chút xíu thôi, và cũng không có đào sâu vô câu chuyện đó, để quý vị biết rằng thông tin về con gái chị Duyên đã có rồi. Dạ, có thông tin rồi, và bây giờ chị cũng nói luôn, nếu con còn mẹ biết rằng con có liên lạc, chứ mẹ không liên lạc, mẹ không trách, vì mẹ không, vì ba con mất rồi, mẹ không có tài sản, mẹ không có tiền để lo cho con ăn học, vì tương lai của con để cho mẹ cho con ăn học, mẹ qua cho con qua bên đó để con ăn học, con có tương lai của con, mẹ chỉ mong nếu nở sau cái chương trình này mà mẹ có mất đi thì mẹ cũng mong rằng là con sống trên cõi đời này phải mạnh mẽ lên. Phải bản lĩnh lên, có ích cho xã hội, cho gia đình. Và mẹ mong, điều mong muốn nhất là con không bức rứt hay hối hận hay là suy nghĩ về cái người mẹ này. Mẹ không quán trách, mẹ luôn cảm ơn mọi người bên nội con rất là nhiều. Anh hai con cũng đã bước đến ngày 24 Noel á, thì anh hai con cũng đã đứng lên đi rồi, thì cũng nhờ anh em bà con cộng đồng mạng
cuộc sống của mẹ con chị á, là chị đóng cái xe nè, cái xe đó là chị nghĩ xác định chị đi kiếm cha trai chị nuôi con chị thôi, chứ chị không tới tới nhà Lê Tân Thiện, chị gõ cửa Lê Tân Thiện hay đi cầu cứu từng nhà, từng gõ cửa từng Mạnh Thường Quân một để chị đi xin, chị cái đó không, không có. Nhưng xã hội bây giờ là nhờ những nhịp cầu, cái này là một cái nhịp cầu nối để trái tim cảm nhận với trái tim, cho nên là chị được Lê Tân Thiện hỗ trợ chị, chứ không phải chị tới gõ cửa nhà Lê Tân Thiện để chị đi xin cho mẹ con chị à, chị sống. Chị cảm thấy nếu có tiền thì ăn cơm, không có tiền ăn cháo, có tiền nữa không có tiền nữa thì uống nước, chứ chị cũng chưa có điện thoại nên xin ai. Cho nên là mong rằng đừng đầu nặng vô đầu con Vi nữa, vì con Vi vừa rồi nó nói là chị chỉ nghe lại thôi chứ chị chưa nghe con chị nói, mà với bản tính chị là chị phải nghe con chị nói cả chính xác cả thì chị mới buồn con chị sẽ nói con chị nó như thế nào. Chứ đây là hả, nó điện thoại về nó hỏi á, tại sao phải làm như vậy. Con Vi chị không bao giờ, tính tình nó không bao giờ nó như vậy. Còn bây giờ nếu mà nó lớn lên, mới có vài năm nó xa chị thôi mà nó thay đổi, thì điều đó là chị không có biết được. Nên chị cũng không nói ai nói, mà cũng không quán trách ai hết á. Chị mẹ chỉ mong con rằng hiểu cho mẹ. Chứ người mẹ này con cứ nghĩ đi, đúng nặng phải có một lý do gì mẹ đã nói rồi. Anh em con còn nhỏ lắm, chưa có thể hiểu được cho ba và mẹ. Cho nên là mẹ thôi, những cái gì á xấu á thì mẹ đã xấu rồi, mẹ chịu đựng được hết. Con mẹ hy vọng rằng một ngày nào đó con lớn lên thì con sẽ hiểu được cái người mẹ này có xứng đáng là mẹ của con không. Nhưng mà mẹ mong, mẹ luôn luôn mong rằng mẹ có chết đi mà con chưa kịp nhìn mẹ, thì mẹ mong rằng là con sống con không bị ân hận, con sống con không bị bức rứt hay là bối rối. Không, không hề. Hôm nay thấy cái chân mình nó như thế nào rồi? Chân con đỡ. Đỡ là sao, con nói cho mọi người nghe vui thôi. Không còn tê, không còn đau. Phải không? Mà nó thẳng ra được, nó đi được. Ok, quá tuyệt vời. Đâu, con nói là nó thẳng ra sao đâu. Quý vị, mỗi ngày mỗi tiến triển rất là tốt đẹp. Bây giờ thì con sẽ đi cũng khá dài cho mọi người thấy nha. Chúc mọi người, anh bà, ông bà, cô chú, anh chị em có năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, duy gia đình hạnh phúc với nhau. I wish everybody all around the world happy new year, happy together and have a good nice happy new year together. Yeah, nay con chưa chứ hẹn quay con đi được dài tí xíu.
Tiếp cận được lượng khách hàng mới và quảng cáo thành công cùng YouTube Lê Thương Thiện. Hãy đến với chúng tôi, nơi đây có tất cả những điều bạn cần. Với hơn 800.000 lượt theo dõi, mỗi video thu về lượt xem trung bình lên đến hơn 50.000, thu hút người xem trong 10 giây đầu tiên. Cùng kinh nghiệm xây dựng kênh YouTube thành công, chúng tôi cam kết đây sẽ là công cụ marketing tối ưu, giúp bạn tăng nhận diện thương hiệu, mang đến những kết quả như mong muốn trong thời gian sớm nhất. Kênh YouTube Lê Thương Thiện tự tin sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng, nhắm vào đúng đối tượng, sản xuất những nội dung phù hợp, dễ dàng tiếp cận với người xem. Liên hệ ngay với chúng tôi để có được dịch vụ quảng cáo với chi phí ưu đãi qua số điện thoại 0929683939 hoặc 0707071717 để được tư vấn và trợ giúp miễn phí.